trợ bất động sản, kết nối sức mạnh, chia sẻ thành công. Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị đang theo dõi chương trình xây dựng và bất động sản cuối tuần trên kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Thưa quý vị, mâu thuẫn về diện tích chung riêng giữa người dân và chủ đầu tư tại các khu chung cư, khu đô thị đang là một trong những vấn đề nóng của thị trường bất động sản trong suốt thời gian qua, khiến cho cuộc sống của cư dân bị tác động khá lớn và uy tín của các chủ đầu tư cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Tuy nhiên, tình trạng này mặc dù đã diễn ra trong một thời gian dài, nhưng đến nay chưa hề có dấu hiệu thuyên giảm, mà ngày càng có xu hướng gia tăng. Và đây cũng là vấn đề mà chúng tôi sẽ đề cập đến trong chương trình ngày hôm nay. Ngay sau đây là nội dung đầu tiên. Kính mời quý vị theo dõi. Tình trạng tranh chấp chung cư ngày càng gia tăng tại Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các đô thị khác, từ những khu chung cư giá rẻ cho đến các dự án chung cư cao cấp, đặc biệt là tranh chấp về hạ tầng, sở hữu chung riêng. Khi đặt bút ký hợp đồng mua nhà, chủ đầu tư giới thiệu đây là một chung cư cao cấp với nhiều tiện ích như có 2 tầng cây xanh, có bể bơi, khu vui chơi cho trẻ em. Nhưng đến khi về nhận nhà gần 2 năm, tất cả những điều chủ đầu tư quảng cáo chỉ là những lời hứa hẹn vẫn nằm trên giấy. Bên cạnh đó, so với hợp đồng đã ký kết ban đầu, chủ đầu tư còn tự ý thay đổi thiết kế để biến các khu không gian chung thành các căn hộ để bán. Và đây là nguyên nhân gây ra tranh chấp giữa một bên dân cư và một bên là chủ đầu tư trong 2 năm trời. Chúng tôi mua nhà ở đây là toàn bộ cái diện tích của căn hộ ấy là được phê duyệt của Sở Quy hoạch Kiến trúc. Người ta biên bản chấp thuận là gồm có 18 tầng nhà ở và 2 tầng cây xanh và 3 tầng kỹ thuật. Còn cái tầng 2 tầng dịch vụ thì đấy là chủ đầu tư người ta ở trong thiết kế đều có. Nhưng mà về đây thì mới thấy là các cái tầng kỹ thuật ấy thì chủ đầu tư chia hết, phân ra các căn hộ bán. Điển hình như là ví dụ như cái tầng 2A chẳng hạn, 3A và nhà tôi là tầng 24 là tầng kỹ thuật của tòa nhà, nhưng mà lại là chia thành 18 căn hộ để bán. Với kiến trúc thì cái tòa nhà này là được chấp thuận là 288 căn hộ, nhưng đến hiện tại đến nay là chủ đầu tư đã chia ra làm thành 358 căn hộ. Và với cái diện tích thì những người mua ở đây thường là mỗi một căn hộ đều phải đóng thêm từ 100 đến 200-300 triệu. Là theo như là kinh đô quảng cáo khi bán thì đây là một chung cư cao cấp, thì cư dân chúng tôi phải bỏ tiền ra để mua cái với là chung cư cao cấp. Thế nhưng mà khi chúng tôi nhận nhà thì nó hoàn toàn không cao cấp như là những gì quảng cáo. Cụ thể là nó không có tầng cây xanh, không có tầng kỹ thuật. Và bể bơi cũng hoàn toàn không có. Gọi là có bể bơi nhưng bể bơi thực ra là Kinh Đô đã thông qua một đơn vị thương mại, và nếu chúng tôi muốn sử dụng thì chúng tôi sẽ phải đóng rất là nhiều tiền, cũng như là phải sử dụng nhiều những cái dịch vụ khác. Tiếp theo là chung cư Goldmark City, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Câu chuyện tranh chấp ở đây lại là cái tường rào ngăn cách giữa khu vực chung cư và khu dân cư bên cạnh. Thế nhưng đã hơn một năm trôi qua, mâu thuẫn giữa cư dân và chủ đầu tư vẫn chưa đi đến hồi kết. Vì dân thì yêu cầu một đằng, chủ đầu tư lại quyết định một nẻo. Khi mà chúng tôi mua nhà là chủ đầu tư có thông báo là khu này là khu khép kín. Tuy nhiên đến thời điểm này là chưa xây được hàng rào bất kỳ một chỗ nào cả. Chúng tôi đã yêu cầu chủ đầu tư rất là nhiều lần rồi. Ban đại diện đã thành lập rồi và đã gửi thông báo đến các cấp ban ngành chính quyền rồi. Và tất cả những cái trả lời của bên chủ đầu tư cũng chỉ là hứa, hẹn. Tuy nhiên là không có một cái hành động nào cụ thể. Đến cái công văn gần nhất đây vào 382/CV/VH ngày 21 tháng 12 2017, chủ đầu tư khẳng định rằng cái hàng rào cứng là không thể xây được, mà hiện tại an ninh ở đây rất là rối ren, như chúng tôi từng có những kẻ lạ mặt vào nhà để dọa dẫm cư dân, thì cái vấn đề an ninh chúng tôi đang rất vô cùng hoang mang. Câu chuyện tranh chấp tại chung cư số 101 Láng Hạ này diễn ra suốt từ năm 2006 đến nay vẫn chưa được giải quyết. Bởi hơn 10 năm trôi qua, dù đã nhiều lần có công văn gửi chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Xây dựng số 5 Hà Nội, cung cấp đầy đủ hồ sơ về diện tích 1.925 m², xung quanh tòa nhà là diện tích chung hay riêng để ra kết luận là đơn vị này có tự ý chuyển đổi công năng của diện tích đó hay không. Thế nhưng thay vì cung cấp đầy đủ tài liệu giấy tờ cho đoàn kiểm tra, thì đại diện lãnh đạo đơn vị này luôn khẳng định diện tích ấy là của họ. Thì cái việc đó
chúng tôi cũng đã giải thích với dân và cũng đã có nhiều văn bản từ 2005 đến giờ gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để phân định rõ ai là quyền quản lý cái diện tích đấy. Bởi vì các hộ dân thì cho rằng là được quyền quản lý. Về bên pháp lý thì chúng tôi vẫn là người quản lý ngoài cái hợp đồng thuê đất và quyền quản lý sử dụng đất. Trên đây mới chỉ là rất ít những lý do gây mâu thuẫn giữa chủ đầu tư và cư dân về không gian chung và riêng. Và những trường hợp này không phải là duy nhất. Theo số liệu của Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, riêng trong năm 2017 có 935 chung cư cao tầng thì đã có đến 105 chung cư có tranh chấp ở các mức độ khác nhau, trong đó có 9 chung cư có tranh chấp rất gay gắt. Còn tại Hà Nội, báo cáo của Đoàn Thanh tra Liên ngành Hà Nội gửi lên Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội khi tiến hành rà soát 50 dự án nhà ở chung cư thì 38 dự án có sai phạm về quy hoạch và xây dựng. Đến thời điểm hiện tại, tình trạng tranh chấp chung cư vẫn là vấn đề nóng, là bài toán khó giải đối với các cơ quan quản lý nhà nước. Thưa quý vị, đó chỉ là 3 trong số rất nhiều những ví dụ về việc chủ đầu tư không thực hiện đúng cam kết ban đầu với cư dân. Những bất cập ấy đã diễn ra suốt một thời gian dài và đến nay vẫn luôn là đề tài nóng. Đặc biệt tranh chấp tại nhiều chung cư đã đẩy lên đỉnh điểm khi cư dân ở nhiều chung cư đó đã tập trung biểu tình để phản đối chủ đầu tư, khiến cho cuộc sống của các cư dân bị xáo trộn. Mới đây, Chính phủ đã ban hành Nghị định 139 với nhiều nội dung quy định rõ về trách nhiệm và các chế tài xử lý đối với những sai phạm trong hoạt động xây dựng. Tình trạng chung cư tranh chấp đang có dấu hiệu bùng phát trong thời gian gần đây. Nguyên nhân cốt lõi theo các chuyên gia bất động sản là do sự trục lợi ngay từ đầu vào của các doanh nghiệp bất động sản dẫn đến khâu hậu mãi vênh so với hợp đồng mua bán, đặc biệt là phân khúc chung cư phát triển quá nóng trong vài năm trở lại đây. Bởi vì lý do tại sao? Lý do trước, từ trong giai đoạn trước 2-3 năm trước thì thị trường bất động sản nó trầm lắng, có dấu hiệu tăng lên, thiếu là thì các chủ đầu tư bắt đầu đầu tư xây dựng lại. Qua thời gian xây dựng thì bắt đầu là đi vào hoạt động. Thì cái giai đoạn mà khi mà đi vào hoạt động chính là gì? Chính là va chạm, va vấp giữa cư dân, người mua nhà với chủ đầu tư. Và cái hiện trạng này nó thể hiện qua rất nhiều các khía cạnh. Cái này thì nó có rất là nhiều nguyên nhân, không phải một nguyên nhân mà nó nhiều nguyên nhân lắm. Từ cái nguyên nhân là do sự nóng lên của thị trường bất động sản, khi mà cứ xây ồ ạt đấy, mà chủ yếu là xây chung cư để bán. Đấy, khi mà xây rất nhiều, trong khi đấy luật về xây dựng, luật về nhà ở ấy, nó phát triển không kịp. Là cái khách hàng, đa phần khách hàng cũng không nắm được rõ về các vấn đề luật nhà ở cũng như các vấn đề về các điều kiện hợp đồng mua bán. Thứ hai nữa là chủ đầu tư cũng có rất nhiều những cái cách, hay nếu mà nói nặng hơn là những cái mánh khóe để làm sao mà thu được cái lợi lớn nhất, và vô hình chung mang lại những cái bức xúc cho cái chính cái khách hàng của mình. Mâu thuẫn giữa cư dân với các bên như ban quản lý chung cư, ban quản trị và chủ đầu tư như ngọn lửa âm ỉ có thể bùng phát bất cứ lúc nào. Các tranh chấp đều dẫn đến kết cục cuộc sống của đại bộ phận dân cư bị xáo trộn. Sự việc tranh chấp lên đến đỉnh điểm khi cư dân ở nhiều chung cư đã tập trung biểu tình để phản đối chủ đầu tư. Ngày 27 tháng 11 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139 năm 2017, thay thế Nghị định số 121 năm 2013. Nghị định này quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở. Trong đó, tại điều 66 của Nghị định có nêu rõ các mức phạt như phạt từ 10 tới 20 triệu nếu gây thấm dột nhà chung cư, từ 30 tới 40 triệu đồng nếu tự ý thay đổi kết cấu chịu lực, phạt 40 tới 50 triệu đồng nếu chủ đầu tư lấn chiếm không gian sở hữu chung vào mục đích khác, phạt từ 50 tới 60 triệu đồng nếu tự ý quyết định mức giá dịch vụ, phạt từ 100 tới 150 triệu nếu chủ đầu tư bàn giao nhà chậm tiến độ, phạt từ 250 tới 300 triệu nếu chủ đầu tư tự ý chuyển đổi công năng, thay đổi diện tích căn hộ. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 1 năm 2018. Nghị định ra đời được cho là sẽ gỡ nút thắt, nguồn gốc của mọi xung đột, bức xúc giữa chủ đầu tư và cư dân. 139 ra đời chắc chắn nó sẽ giúp cho các chủ đầu tư, các thành phần tham gia trong cái hoạt động kinh doanh
và dịch vụ bất động sản sẽ đi đúng với các cái quy định của pháp luật hơn. Tôi thấy rằng là nghị định mới đã bao quát được nhiều vấn đề hơn và đồng thời là nâng cao được cái mức xử phạt đối với những cái đối tượng hoặc là có những hành vi vi phạm, thì nó cũng đáp ứng được thêm một phần so với cái thực trạng thực tiễn bây giờ đang hiện tại đang xảy ra bây giờ. Việc đưa ra các mức xử phạt là rất cần thiết nhằm siết lại trật tự xây dựng và giảm bớt sai phạm của các chủ đầu tư tại các chung cư như hiện nay. Song nhiều ý kiến cho rằng dường như mức xử phạt vẫn còn quá nhẹ, trong nhiều trường hợp sẽ không đủ sức gian đe. Phạt là muốn cho ngăn chặn người ta sau này không tái phạm, người răn đe người khác nữa. Thế nhưng mà cái mức phạt hiện nay kể cả quy định ở trong ấy á, thì nó chỉ có ý nghĩa hành chính. Tuy rằng tiền nhiều có đến mấy trăm triệu, nhưng mà tôi lãi vì cái vi phạm mà tôi lãi hàng bao nhiêu hàng mấy trăm tỷ thì mấy trăm triệu đáng gì. Cho nên là không có ý nghĩa gì răn đe cả. Bên cạnh việc mức xử phạt quá thấp thì chính các ngành chức năng cũng than khó vì họ chỉ có thẩm quyền kiểm tra giám sát tình hình vi phạm chứ không có chức năng xử phạt hành chính với các chủ đầu tư. Nên nếu phát hiện chủ đầu tư cố tình vi phạm thì cũng chỉ có thể báo cáo lên cơ quan cấp trên chờ xử lý, nên khiến chủ đầu tư xem nhẹ và không tuân thủ yêu cầu. Với cái việc xử phạt này thì cái thẩm quyền xử phạt thì không phải thuộc thẩm quyền của thanh tra sở, vì lỗi phạt là từ 100 đến 150 triệu thì là thuộc thẩm quyền của cấp cao hơn. Đó chỉ là hai trong số rất nhiều lý giải tại sao dù nghị định đã có hiệu lực thi hành được hơn 2 tháng, nhưng tình hình tranh chấp tại các chung cư vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm. Hiện ngày càng có nhiều chủ đầu tư thiếu trách nhiệm, bán nhà xong là thay đổi ngay những thỏa thuận ban đầu với cư dân, thì những chế tài xử phạt như nghị định số 139 của chính phủ là hết sức cần thiết. Nó như một liều thuốc để chữa cho những căn bệnh nan y mà lâu nay vẫn chưa có thuốc đặc trị. Tuy nhiên, trong quá trình thực thi, vẫn cần có sự điều chỉnh linh hoạt hơn để đủ sức gian đe, ngăn chặn hành vi thiếu trách nhiệm của một số chủ đầu tư. Liên quan đến tình trạng tranh chấp bùng phát diễn ra trong thời gian gần đây, nếu phân tích sâu về ý thức trách nhiệm cũng như năng lực của ba chủ thể là cư dân, chủ đầu tư và phía các nhà làm chính sách quản lý, thì vấn đề quản lý khai thác vận hành nhà chung cư đã, đang và sẽ luôn tiềm tàng các mâu thuẫn và việc này sẽ còn phát sinh trong thời gian tới. Để hạn chế tình trạng này, quan trọng nhất là sự minh bạch, sự vào cuộc quyết tâm của tất cả các bên trên một cơ sở hành lang pháp lý rõ ràng. Thì để mà chấn chỉnh cái tình trạng này thì tôi cũng nghĩ rằng là thứ nhất là các cơ quan có thẩm quyền, đặc biệt là cơ quan thanh tra về tài nguyên môi trường, về xây dựng, về đất đai, về bất động sản cần phải có những sự thanh tra, có những cái sự giám sát việc tuân thủ pháp luật của các cái chủ đầu tư dự án, phải thực hiện đúng những cái biện pháp chế tài mạnh mẽ nghiêm minh theo như quy định pháp luật. Đấy. Thứ hai nữa là về phía chủ đầu tư cũng cần phải nâng cao cái tinh thần trách nhiệm hơn nữa trong cái việc là đảm bảo cái quyền lợi khách hàng. Thế nên là cái việc mức xử phạt thì tôi nói rằng đúng là phải xử phạt. Nhưng vấn đề chỗ là gì? Vấn đề chỗ là các biện pháp xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả phải để làm sao là gì? Lớn hơn rất nhiều lần nếu cái việc họ cố tình muốn vi phạm. Điều đấy cũng là triệt để dập tắt ngay được cái ý định là gì? Họ muốn vi phạm ngay từ đầu. Thế mà nếu mà chúng ta để cái hiện trạng là gì? Họ có vi phạm đi chăng nữa, rồi sau này họ có nộp phạt đi chăng nữa, rồi sau này họ có khắc phục hậu quả đi chăng nữa, thì nó vẫn còn là gì? Vẫn còn là ít hơn, nó thấp hơn so với việc là họ cố tình vi phạm. Thì rõ ràng là cân nhắc về khía cạnh tài chính là tôi thấy rằng là gì? Họ sẵn sàng họ có thể vi phạm. Mức phạt thì có biện pháp chế tài kèm theo, cái biện pháp khắc phục hậu quả ở đây nó phải mạnh hơn nữa, nó phải nhiều hơn nữa, nó phải lớn hơn gấp nhiều lần so với cái việc là gì? Họ cố tình họ thu lợi được một đồng, hai đồng trong cái việc họ vi phạm. Nếu mà cơ quan nhà nước mà có một số những cái chế tài bổ sung như là tạm đình chỉ dự án thì thiệt hại đối với cái chủ đầu tư cũng không phải là nhỏ. Chương trình xây dựng và bất động sản tuần này của chúng tôi xin phép được khép lại tại đây. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.